Tất cả mọi người nha, thì hôm nay mình xin review cho mọi người cái mẫu giường gỗ gõ đỏ. Mẫu này thì của khu làng nghề mình sản xuất nha, là làng nghề đồ gỗ Hố Na ở bên Hoài Đồng Na. Và cái giường gỗ gõ đỏ này thì nó có hai loại size, là size 1m8 2m và 1m6 2m. Thì loại 1m6 như Mộc đang chuẩn bị giao khác đây, thì loại này giá của nó là 7.300.000, và 1m8 thì mắc hơn là 507.800. Đó là giá bao gồm là mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người nha. Và cái thang dệt của cái loại giường này cũng là cái giữa thang mộc sẽ sử dụng thang và dệt giường của gỗ sen đào nha mọi người. Còn cái thang dệt giường mà gỗ dầu này thì mộc tiện mộc lắp lên quay thôi. Đó, và cái giường này thì cái vai của nó là đây, vai dày 2,5 phân, cái độ sâu này là 20. Chất liệu là gỗ gõ đỏ toàn bộ nha mọi người. Đó, thì mộc cũng đang quay trên trời mưa nên mọi người thấy là cái loại này nó đây là gỗ tự nhiên ấy, thì mọi người xịt nước rửa nước thoải mái nha. À, cái tấm chém này nó cũng là tấm chém gõ đỏ đấy, loại lớn, nhưng mà cái loại này nó gõ đỏ thì nó chỉ là loại thường thôi chứ không phải là loại xịn. Ý là cái gõ đỏ này cũng là gõ nem phi nhưng mà nó là dòng gõ ba chi với gai ne thôi, chứ chưa phải là loại cực vip nha mọi người. Nói chung là loại này bọn xài được, xài khoảng cỡ 30 năm thì nó chẳng bao giờ hư đâu. Cái loại này thì nó có hai kiểu đồng tiền hai bên, là mộc mọi người thấy là sơn xịt rất là sạch nha. Bên hai bên hông thì nó có hai cái hộc kéo, để hai cái hộc để mọi người có thể để đồ. Đó. Bên dưới này thì mọi người có thể đó, để đồ, để giấc gì cái kiểu này, kiểu hồi xưa mọi người. Cái kiểu này của khu làng nghề mộc thì chắc phải 20 mấy năm rồi ấy, cái kiểu này. Đó, kiểu xô đồng tiền. Và cái kiểu này thì như mộc nhắc lại nha, 1m6 là 7.300.000. Bởi vì ở khu làng nghề mộc ấy nó có cái loại ấy, cái này gọi là đầu giường gỗ đỏ nhưng mà cái loại này là vẫn làm gọi là gỗ đỏ nhưng mà làm mỏng. Thực ra nó có một loại nó mắc hơn khoảng cỡ 1.500.000 một cá nữa, nhưng mà nó sẽ làm dày hơn. Đó, thì nó sẽ làm thay vì cái chiều sâu này thì nó ngắn, mọi người thấy không? Nó chỉ khoảng 12 phân. Thì nếu mà nó làm dày hơn thì nó sẽ dài ra là khoảng cỡ 17 18 phân. Đó. Nên cái kiểu này nó rất là đa dạng về giá nha mọi người. Nó có những loại giường gỗ có đỏ pha nữa, nó rẻ hơn được cỡ khoảng 700-800 nữa. Nhưng mà cái loại này là gỗ không pha nha. Đây cho mọi người coi cái đầu, cái đuôi giường á. Mọi người nên nhớ cái giường này 1m6 thì nó là 7.300.000 nhá. Mộc chỉ cho mọi người sơ qua một số cắt để mọi người đi coi hàng thôi. Chẳng hạn như cái đuôi này mọi người thấy không? Nếu mà cái giường gỗ có đỏ này nó thay qua cái đuôi này thì cái đuôi này là cái đuôi mỏng. Đấy, nó ngắn, nó không có tới xét đất này, thì nó sẽ rẻ hơn được 200.000 một cá nữa. Đấy, cái đuôi này là cũng là gỗ gõ đỏ mọi người. Cái này đuôi gõ đỏ mọc để lâu à, nó hơi sậm sậm xuống. Đó. Còn cái đuôi này là đuôi lớn nhá mọi người. Đó, mọi người thấy cái đuôi này nó gần xét đất hơn này, thì nó mắc hơn là 7.300.000. Còn nếu mà gắn đuôi này thì có 7.100.000 thôi. Đó, tùy theo mỗi người người ta thích nhá mọi người. Rồi vậy nha, chào mọi người. Và tất nhiên là khi mà mộc giao hàng thì bạn kiểm tra tận nhà mọi người. Xong bạn kiểm tra xong ok thì bên mộc sẽ lắp ráp nha mọi người. Còn nếu mà hàng hóa không đúng hoặc là chất lượng sản phẩm như mộc nói là không đúng như cái mẫu mà bạn yêu cầu, hoặc là đơn giản bạn không ưng ý thôi, bạn đều có thể gửi trả lại cho mộc được nha. Và mộc sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào của bạn nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha.